Kể từ khi Trung Quốc đẩy mạnh việc thu gom các chất như là cobalt hay là lithium, đối vốn được sử dụng trong pin xe điện đã khiến giá thành của các kim loại này tăng mạnh cũng như là gây ra sự thiếu hụt nghiêm trọng trên toàn cầu. Đối mặt với thực trạng này, Hàn Quốc hiện cũng đang nỗ lực tìm kiếm các nguồn kim loại hiếm từ rác thải điện tử. Khai thác quặng mỏ tại đô thị là cụm từ mà nhiều người Hàn Quốc dùng để mô tả công việc tìm kiếm các loại kim loại hiếm như coban hay lithium từ rác thải điện tử. Tại một nhà máy của công ty tái chế pin lớn nhất tại Hàn Quốc, Sung El Hightech ở thành phố Kunsan, các công nhân đang thu gom những quả pin lithium ion trong các đống điện thoại di động và máy tính xách tay cũ. Chúng tôi có thể lấy được 5 loại kim loại khác nhau cùng lúc, chỉ cần tiến hành tách lấy coban và nickel là bạn có thể thu về 2 loại kim loại này cùng với mangan, lithium và đồng. Đó là lý do nó thực sự mang lại hiệu quả kinh tế. Trong bối cảnh giá thành của nhiều loại kim loại hiếm ngày càng trở nên đắt đỏ, các nhà sản xuất đồ điện tử của Hàn Quốc rất quan tâm đến các sản phẩm tái chế của Sung El Hightech. Theo báo cáo của Viện Kỹ thuật Công nghiệp Hàn Quốc, trong năm 2016, việc tái chế rác thải điện tử giúp thu về nhiều kim loại hiếm với tổng giá trị lên tới 18,36 tỷ đô la Mỹ, đáp ứng được 22% tổng nhu cầu kim loại hiếm ở xứ sở kim chi. Các chuyên gia cho biết, sự phát triển của ngành khai thác quặng mỏ tại đô thị có thể giúp Hàn Quốc cắt giảm được nhiều chi phí trong sản xuất cũng như giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung kim loại từ nước ngoài.